Ui chị ơi, sao chị nhầm hàng gì mà nhiều thế? Em thấy nhầm mình về liên tục. Thằng này đang thua gì? Mọi năm tầm này á, không hàng được ai luôn. Đây nhá, đây là rèm che lắm cho xe ô tô. Năm nay của trời còn thời tiết còn âm u, chứ mọi năm là tầm giờ này là sạch sẽ. Một bộ sẽ bao gồm có 4 tấm, 2 cánh cho ghế sau và 2 cánh nhỏ cho ghế trước. Trên mỗi cái rèm sẽ đều ghi tên xe, đời xe, ngày sản xuất rất là rõ ràng. Cho nên là khách hàng nhận về ấy, thì nhìn đúng form xe và đời xe kiểm tra đúng cho em. Một bộ rèm sẽ bao gồm một bộ đế giữ rèm nữa. Đấy, có sẵn ở trong cái túi của mình rồi. Bao gồm khoảng 10 đến 12 chiếc đế. Hai bên em còn có rèm đuôi hay còn gọi là rèm kính hậu hay gọi là rèm sau của từng xe. Trên cái thông tin bao bì cũng ghi rõ là rèm đuôi của xe gì nhá bác, ngày sản xuất là bao nhiêu. Ngoài ra bên em còn sản xuất ghế 3 là dành cho cánh cửa 3 của hàng ghế số 3 đấy ạ. Đây cũng ghi hết là tên xe và đời xe. Cho nên các bác đặt hàng nhớ chọn đúng form xe và đời xe giúp em nha. Chào các bác.